Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mình chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về những sắc màu của hoa hồng. Thì mình đang quay cho các bạn xem, đây là một cái vườn hoa hồng màu vàng này các bạn nè. Những cái hoa mà nó đã nở lâu rồi á thì nó có cái màu vàng nhạt. Còn những cái hoa mà nó đang độ tươi đẹp á thì nó màu vàng đậm đậm các bạn. Cái hoa màu vàng này mình ít thấy người ta bán lắm nè. Và đây là hoa màu cam nè các bạn. Nguyên một chùm luôn nè các bạn nè. Từ bông nở to rồi tới bông nở nhỏ rồi bông búp nữa nè các bạn. Hoa hồng màu cam thì mình cũng thấy ít bán ở chợ lắm. Những chùm hoa thiệt là đẹp nè. Còn cái màu của hoa hồng này các bạn thấy nó có lạ không nè? Giống như là cái hoa nó thì màu trắng nhưng mà nó có cái đường viền nó màu hồng các bạn ha. Nhìn cũng rất là hay nè. Đây là một cái cánh, một cái hoa mà nó nở đơn độc, nó không có kèm thêm những cái nụ ha. Và đây là bông hồng mà màu đỏ nha các bạn. Bông hồng thì nó cũng có nhiều loại nha các bạn. Cái loại này là những cái loại bông mà nó nở to, còn có một số loại bông hồng á, thì nó búp 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 á. Đây là sắc đỏ thắm ha. Các bạn ơi, cái clip này của mình á là mình cũng có quay được một cái loại bông màu hồng mà màu tím các bạn. Bông hồng nhưng mà nó lại có cái màu tím tím các bạn nè. Hình như là người ta mới tưới xong rồi những cái nước nó đọng đó các bạn. Và đây là bông hồng trắng nữa nè các bạn nè. Như vậy là ở trong cái clip này của mình quay, đây là cũng được tới 5-6 màu rồi các bạn ha.